Thần vào chỗ đó, màu rất trắng khiết giống như ngọc kha tuyết. Phía trên có tràng bằng vàng, chuỗi làm bằng vàng. Lại có lưới báu trùm vòi, linh báu thòng xuống, thất chi, bốn chân, đầu, âm, đuôi, thành tựu đầy đủ sáu ngà. Chẳng những đoàn tránh mà còn sung mãn, người thấy rất vui thích. Tánh tình của voi chúa đều thuận lương thiện, bất cứ sự việc gì, tâm cũng không trái nghịch mà không vui. Tóm lại đều tùy thuận tâm ý của chủ nhân, thích để hoàn nhân, nghe sự điều khiển, phục tùng, mệnh lệnh. Nếu như trời đế thích, sắp muốn đi du hành, thì bây giờ voi chúa liền biết ý của trời đế thích. Bèn từ hang báu ẩn hình đến trước đế thích, trời đao lại, dùng sức thần thông biến hiện đủ thứ, khiến cho thân nó hiện ra 32 đầu. Trên mỗi đầu hóa hiện ra 7 ngà, mỗi cái ngà hóa làm 7 ao nước. Trong mỗi ao nước có 7 hoa sen, trên mỗi hoa sen có 7 thể nữ, nhất thời đều tấu lên trăm ngàn nhạc trời. Bây giờ trời đế thích bèn hồi lên vòi báu, từ điện Nang Thắng đi đến vườn hoa, hoa phần Đà Lợi đầy khắp trong đó. Lúc đó đế thích đến vườn hoa rồi, từ vòi chúa đi xuống, đi vào trong điện tất cả báu trang nghiêm.